con vợ đấy. Lên đây cái họ là cứ nằm bừa. Thế không họ gì họ khổ nếu mà sợ tao đấy đánh chèn đấy sợ tao lắm. Ôi đồng chí này mất trẻ đấy nhỉ, thương nhỉ. 31 tháng 1 2017. À đây đây con nhà 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 anh Vũ đấy. À nó cháu ruột ông Vượng. Đồng chí ở trong miền Nam ra. Đâu con nhà anh Vũ nó là ở đây chăn trâu bò đây. Đây bà này là chị gái anh Vượng này lấy ăn ăn năm thịt lợn này. À, bà Vấn này. Ừ. Đây này, bà Vấn này bà này xinh gái nhất làng cái thôi. À xong mất xong bà xong ông lấy bà. Đây. Đây đây bà này như đây. Đây là thằng này bằng tuổi này. Như là đồng đồng chí đây mất gì à? Đây nó em ở bên Hà Nội này nó ở nhà nó 17 lấy một con thì bây giờ nó là 35 36 ông nào ông hút thế ông hút đây á 30 tuổi thì có phải là mất 27 con ra đi. Con ra là 35 tuổi. Cái thằng anh đẹp trai lắm, thằng này nhạy hơn. Tao nhạy nhưng ông này quánh một cái kia thì không cướng nó được. Tính hợp nhạy và cướng em nó được. Chú hỏi gì cháu đây? Ui! Cháu chú! Ô, chú làm cái gì ấy? Chuyện ta chú phải không? 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 Phải không?